Đây là video hướng dẫn cách cài đặt và sử dụng dòng máy Epson L805 nha. Dòng máy Epson L805 có hệ sóng màu mực nha. Đây là nút mở nguồn, nó có kết nối qua wifi luôn nha, kết nối không dây qua wifi luôn. Đây là nút báo mực, đây là nút báo giấy nha. Nó có gồm 6 màu mực đây, hệ thống mực của nó đây. Khi bơm mực thì chúng ta lưu ý chúng ta để ngửa bình mực này. Ta mở ra chúng ta bơm theo thứ tự này. Vàng, đen, xanh nhạt này. Đỏ nhạt này, đỏ đậm rồi xanh đậm này. Rồi sau khi bơm vào chúng ta chúng ta để ngửa như vậy, chúng ta bơm vào nha, để ngửa như vậy. Đó, sau chúng ta bơm vào. Lưu ý là cái bình mực ngoài chúng ta để bằng cái máy này, nó có cái cửa chúng ta treo vào thôi. Nếu chúng ta mở nút là chúng ta bơm thêm màu, thêm thứ tự màu vào nha. Chúng ta bơm theo thứ tự màu á. Đây là dòng Epson L805, nó có kết nối wifi nha. Kết nối vào wifi luôn. Đây là khay lấy khay. Đây là khay đựng giấy của nó nha, khay đựng giấy này. Khay đựng giấy của nó. Đây là đựng giấy này, chúng ta đựng giấy này. Rồi, đây là khay đựng giấy này, chúng ta kéo ra để đựng nó. Rồi, đây là khay bỏ giấy nha. Rồi, chúng ta bỏ giấy rồi, chúng ta muốn căn chỉnh, chúng ta bỏ giấy bao nhiêu thì chúng ta bóp cái này vào, ta để vào. Ta bỏ giấy nhỏ thì chúng ta đãi vào nha, rồi giấy lớn để cho nó canh cho nó vừa nha. Đó, ta bỏ vào. Ta bỏ giấy A4 thì chúng ta bỏ giấy A4 rồi thôi. Video tiếp theo sẽ hướng dẫn cho mọi người cách in ảnh cho nó đẹp nha. Rồi. Đó, đây là dòng. Bây giờ chúng ta tiến hành cài đặt cho nó nha. Cài đặt driver đó, mọi người muốn tải driver thì dưới cái video nó có đường link đó, mọi người bấm vô đó để tải về thôi. Còn bây giờ thì tôi sẽ làm từ đầu. Sau khi chúng ta cắm cáp vô thì nó chưa có nhận nha. Nó báo là Epson L805 series đâu. Khi mà nó nhận thì nó mới báo trên này nha. Nhận thì nó mới báo khu vực trên này. Đó, còn nó chưa nhận thì nó mới có. Rồi giờ chúng ta lên Google, chúng ta tải driver. Chúng ta bấm driver nha. Mọi người không cần phải tìm giống như tôi nha. Tại vì nó bỏ đường link bên dưới nha. Mọi người cứ tích vào đó thôi. Còn mọi người thấy video của thì đăng ký kênh giùm mới nè. Tôi bỏ đường link dưới rồi, mọi người cứ tiếp vô đó là đâu vậy thôi nha. Rồi giờ Epson L805. Rồi nó sẽ đưa cho chúng ta nè. Đợi một xíu nha. Ra vào trang epson.com.vn, VN là Việt Nam nha. Rồi đợi một xíu. Nè. Nó có cái bảng cho chúng ta nè, đó. Máy của chúng ta win nào thì nó sẽ chọn win đó nha. Nếu chúng ta cắm vô nó phát hiện thì Win 764 bit thì chúng ta chọn Win 764 bit. Đó. Nó sẽ hiện chúng ta nó phát hiện là đây Win 764 bit rồi. Còn nếu chúng ta không có biết máy của mình Win gì, chúng ta vào đây, vào Micromotor nha. Chúng ta vào Micromotor nha, chúng ta nhấp chuột phải vào Micromotor nè. Nhấp chuột phải vào printer Roboty nè. Để chúng ta kiểm tra máy của mình là Win gì nha, hay này Win 7 nè, 64 bit nè. Đó. Ta chọn Win 764 bit thôi. Có đường link bên dưới, mọi người muốn đào cái gì thì mọi người tích vô đó thôi. Rồi ta chọn driver nè. Rồi sang đây Win 764 bit nó phát hiện nè. Rồi ta chọn driver cho nó nha. Muốn đào thì có video cái đường link bên dưới, mọi người tích vô đó để đào về thôi. Rồi chọn cái driver này nha. Driver cho Win nè. Rồi ta bấm download. Ta tải cái driver nó về, chúng ta cài thì máy tính nó mới nhận nha. Ta đợi một xíu. Mọi người muốn đau thì nó có đường link bên dưới, mọi người bấm đau vậy thôi. Rồi chúng ta bấm accept đó. Rồi đó, tải về rồi. Rồi, chúng ta tải về, chúng ta mở lên. Rồi chúng ta bấm run nha, chạy nha.
xem chọn xem tám lên tới tám lên năm vô rồi mới ok. Chọn tiếng nào thì chúng ta chọn tiếng đó, chúng ta muốn chọn tiếng nào thì chúng ta chọn thôi. Tiếng Việt thì chúng ta chọn tiếng Việt thôi. Chúng ta chọn tiếng Việt, bấm ok. Bấm chấp nhận, bấm chấp nhận. Ok, chờ đợi một xíu. Khi kiểm tra bằng cách đầu in và hướng dẫn cách mọi người in sao cho nó bền, in ảnh sao cho nó bền và nó đẹp nha. Đối với dòng máy Epson lời 805. Hôm nay kiểm tra cài đặt. Tính mở điểm hay là nó hơi chậm một xíu. Đang cài đặt. Tính đứng xíu. Bấm Ctrl C để ra khỏi lúc nãy ta đau này. Để nó cài đặt nó hướng dẫn xem mình dùng máy Epson này đó là nằm nó có một kết nối wifi cũng dài cho mọi người ra tiện, nó không cần kết nối nó dùng có cáp nữa. Cái nó cài xong nó sẽ báo nè, successful này nó cài xong nó bấm ok rồi ta vào lại, ta sẽ khi cài xong là nó sẽ có nè. Rồi giờ chúng ta kiểm tra đầu như nó ta cài xong, ta muốn kiểm tra nó coi bản in nó có đẹp không, ta bấm vào maintenance nha, nhấp chuột phải này, nhấp chuột phải vào printing gravity nha, printing reference nè. Rồi chúng ta vào một maintenance nha, ta bấm vào noise check nha, noise check là kiểm tra vòi phun nha, chúng ta bấm ok. Sẽ in ra các bảng này, chúng ta kiểm tra cái vòi phun nó, nếu như các bảng nó ra đẹp thì chúng ta mới in đẹp được nha. Còn các bảng mà nó ra không đều là chúng ta in nó bị xấu nha. Rồi sẽ hướng dẫn cho mọi người cách in ảnh cho nó đẹp thôi nha. Đây, các bảng in của nó đây. Sau khi em chúng ta coi này. Nó có đầy đủ màu này, đó. Đầy đủ tất cả các màu là được nha. Rồi nó em được. Đây là total buy này. Em được 2766 total buy này, 2766 bảng nha. Đó. Ta phải in đâu bằng tép mà nó đủ 6 màu như vậy là đều như vậy là được nha. Cách cài đặt nơi mà mọi người muốn cài đặt thì tích cho đường ra vừa bỏ sẵn với đường link bấm vào đâu về thôi. DLC sẽ hướng dẫn cho mọi người cách reset cái dòng máy NL805 này, reset bộ nhớ của nó nha. Và cách in ảnh sẽ cho nó đẹp luôn nha.